mình tên là Ngô Hoàng Khang, mình năm nay 15 tuổi. Mình được SI tư vấn để du học New Zealand. Trường mình chuẩn bị học là trường Northcote College ở tại tỉnh Auckland. Và đầu năm 9, mình quyết định là mình chọn Canada để định đi du học. Nhưng vì một số lý do visa Canada đã bị cancel, mình chọn một nước khác đi. Mình chuyển sang New Zealand và SI đã giúp mình tư vấn, giúp cho mình làm hồ sơ để đi du học New Zealand. Và quá trình làm hồ sơ của mình, SI chỉ mất trong khoảng 3 tháng, vậy đó là thành công. Mình cảm thấy các anh chị SI rất là nhiệt tình trong việc giúp đỡ hồ sơ, tư vấn thông tin cho mình, cung cấp đầy đủ những thông tin, rồi những email, rồi liên lạc với mình trong mọi thời gian. Các anh chị giúp mình tập về các cuộc phỏng vấn visa, rồi các cuộc phỏng vấn minh trường, rồi làm hồ sơ bổng về diện du học này. Mình thấy SI làm rất tốt và mình mong muốn họ có thể phát huy và giúp đỡ những học bạn học sinh như mình, nhỏ mình, có thể lớn mình, để phát triển và thực hiện ước mơ của họ.